du khách. Ở các huyện nổi bật là đồng Nguyên Dương ở Hương Sơn, đồng Bắc Bộ, đồng Bắc Giáng ở Hà Nguyên, đồng Bắc Thần ở Trung Hóa, đồng Bắc Tạ, đồng Bắc Vãng ở Na An. Nhiều tuyến du lịch tâm linh đã hình thành ở Tuyên Quang như tuyến du lịch tâm linh Thờ Mẫu ở thành phố Tuyên Quang, bắt đầu từ đồng Tình, đi đồng Hạc đến đồng Thượng, đồng Chấm, đồng Bạch Tây, đồng Mỏ Than và đi các tuyến ngoài thành phố. Cái nền cũ của nó rất thấp, cũng thấp hơn cái nền này đang đứng. Money.
Om Mani Padme Hum.
cánh mèo.